Ôi, con cá này đâm chết à. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lâu lắm rồi mới đi vô đây câu lại đây. Nay có một bạn đi nữa. Mình nhớ bạn. Nó chưa có chồng con gì đâu, độc thân á. Đây, nó mang cái mồi gì nè. Mồi thuốc nè. Mồi thuốc mà lên con cá sát hồi nãy luôn mới ghê chứ. Hôm nay mình câu chỗ đối diện hàng Tam Đẳng nha. Vẫn như bình thường, không có đi đâu xa hết trơn á. Cái chỗ này bụi tre nhiều lại là chạch lấu nhiều đây. Thôi khui cần thôi nè. Nay thì nó câu mồi thuốc với mồi cám nha. Mình thì trùng. Hôm qua mưa lớn các bạn ơi. Mưa tầm tã luôn. Lâu lâu mới được cơn mà chưa có trùng đâu nha. Phải đi mua lên. Đây, con trùng bữa nay nó to kìa. To hơn trùng bình thường rồi. Này chạch lấu nó mê. Rồi nửa con thôi. Trùng bự quá. Cái con cá đó. Ủa, cá lớn các bạn ơi. Bên này trẻ mới quay tao. Cái gì vậy? Trời ơi, tưởng có lăng nè. Về dảnh nè. Ở đâu? Rồi. Tưởng mới dục xuống cái lăng nó làm lia lịa các bạn. Về dảnh to chưa? Ôi. Thấy chưa? Thấy sự lợi hại chưa? Nó mà dảnh gì đi. Dăm ba con trùng này. Nó dăm ba cái mồi thuốc mà sao bằng trùng được. Tao lại dục cái cây của tao nữa hả? Nó còn mồi thuốc mới lên cá sát nữa các bạn ơi. Anh cầm mồi thuốc anh đi câu cá lăng mà nó giờ chính mấy cá sát không. Ê, cá ăn nữa các bạn. Đâu rồi Minh, mày qua mày kéo tao. Minh có cá ăn rồi. Minh gần gần kia kìa, mới thấy nó giật quá chừng á. Có rồi đó, có rồi đó, dính rồi đó, dính không? Chà, ờ thì bỏ đi. Các bạn ơi, cái máy quay nó mới bị sự cố kỹ thuật nặng quá. Mở nãy giờ mở nó mới lên nè. Đừng cá lăng các bạn. Máy quay nó gần hư mất tiêu rồi, bữa giờ rất nước nhiều quá. Bữa giờ ít làm cho video cho mọi người cũng vậy, tại lý do này nè. Máy quay á, nó hư á, mình chưa có tiền sắm mới nữa. Đấy các bạn ơi, đó, mới lên đường cá lăng cũng đã chưa. Con này nấu canh ăn là thoải mái rồi. Con này mấy ký mình? Hình như hai cái mấy rồi nãy. Hai cái mấy. Rồi hai con mè dảnh cho bá nó kìa. Phê chưa? Rồi. Trời ơi, con lá mổ. Đâu, chụp tay quay luôn. Câu chạch lấu mà nó ra là ngủ không à. Sắp tới mùa đó các bạn. Tầm 2 tháng nữa là tới mùa nó rồi. Con này nhiều lắm, tới lúc đó mà câu cá lăng là bị con này phá nè. Thôi thả nha. Con này về làm biến mần lắm. Mần nó phải dùi cho cái kiểu. Nó nhớt còn hơn cá chạch. Mới bị đâm rồi. Thôi cho nó về. Rồi. Các bạn ơi, ôi. Ôi vừa lên con mè dánh cho bá. Cái chỗ này nước cạn cạn mà lên mè bự không bạn ơi. Có cá không anh? Các bạn thông cảm nha, cái máy nó gần tay mất tiêu quay không có được. Mày cầm ra coi, quay xuống đi. Cái máy quay nó gần đi đai mất rồi. Bật quay nó mới lên các bạn. Còn con mè dánh nó bự cơ. Vậy là chắc cũng 5 ký các bạn ơi. Con có tiếng hòa hợp 5 ký cá. Con nào ký mấy không. Kéo qua quăng xong qua kéo người ta với mình. Cầm cái kia dính cá này kìa. Cái này con cá gì vậy? Có đó, giật nãy giờ. Đó. Con cá bự rồi, con cá đẹp.
Ồ cái chạch kìa. Trời nãy giờ câu ngay bụi không dính cái chạch mà dùng cái mỏi dính cái chạch. Thấy hay chưa? Con này chắc nửa ký các bạn ơi. Nãy giờ mình đùa á, này vui con clip vui mà coi gì đâu. Đó, chạch lấu ngon chưa? Câu trong bụi nãy giờ không dính mà dục ra ngoài dính. Rồi. Nãy giờ ngồi có nửa tiếng mà câu quá trời quá đó. Thôi để kệ nó ăn nuốt lưỡi luôn. Nãy giờ dục ngay đây mà bụi tre mà không có cái chạch. Các bạn ơi. À bạn thấy không? Đọt mướp rừng nè, quá trời quá đất luôn. Cái bụi này mình mứt hết cho cả ký á. Tí nữa câu xong về mứt mớ về luộc ăn thử coi nè. Mình nghĩ là nó nhẵn nhẵn đắng đắng á, tại vì cái trái của nó đắng. Đọt mướp rừng nhiều lắm. Nè. Nùi nùi không à. Không, câu cám á, câu. Tí nữa chỉ người ta câu ngoài thuốc thử. Trùng này. Chắc nhiều anh em trên Sài Gòn chắc là không có biết tới mồi thuốc đâu ha. Tại ở đây câu cá lăng thì cũng hay sử dụng mồi thuốc lắm, nhưng mà mồi thuốc thì chỉ câu cái con cá mà lăng vàng á là nhạy thôi, còn cá lăng đuôi đỏ câu mồi thuốc không nhạy lắm đâu. Nhưng mà tại vì ở đây là đa số là cá lăng đỏ nhiều hơn. Cho nên là không ít người ta ít câu mồi thuốc. Chạch này nó bị cái gì trên cái lưng đó ta? Nó trắng trắng á mày. Con cá nó mới giật một cái các bạn ơi. Em luôn rồi. Giới thiệu cho các bạn lại con cá này nha. Mừng mình. Kéo nguyên khúc cây lên luôn. Cá này nó lủi dữ lắm. Lủi qua cây. Đây nè các bạn ơi. Chúa. Cá chiên Tây Bắc đây nè. Đó. Đẹp chưa? Cái khúc này cũng có, cái này nó hơi lạ nha. Thường thường nó chỉ ở chỗ thác đá các bạn. Đây nó mò lên đây luôn rồi nè. Đẹp chưa? Rồi mình trả cho chủ nhân nè, làm gì làm đi. Cá đó chỗ trong Nam mình gọi là cá lăng đá các bạn. Cá lăng đá hoặc là cá gỗ tùm lum tên cõi hết trơn à. Mà thật ra thì nó ngoài Bắc thì cái người ta gọi là cá chiên nha. Mấy ký vậy mình? 6 ký à. 6 ký vậy? Rồi nãy câu được có 5 ký mấy, con đó nó 6 ký chắc con nửa ký hả? Nửa ký ạ. Lăng đá chỗ này có lăng đá các bạn ơi. Cá chiên à. Mấy câu nửa tiếng rồi quá trần cá luôn rồi. Dạ. Đó, thấy mồi trùng lại hại chưa? Chỗ này xong tự nhiên chỉ câu mồi trùng phê nhất. Như cá này cũng cần kêu của tao không mình. Kệ nó. Kìa kìa. Lăng mũ chứ gì mà. Tắt máy. Rồi rảnh tay qua kéo giùm tao cần kia đi. Có con gì nhớ dưới nãy giờ. Ủa, cá bự à. Có cá bự. Mấy ký à? Ký mấy à? Rồi hiểu luôn, chạch nữa. Ôi nãy giờ có ăn ra ngoài là dính chạch không bạn ơi. Tê chưa? Nuốt hai lưỡi luôn rồi nội. Rồi thả đi bạn. Nuốt ra hai lưỡi luôn rồi. Hai lưỡi luôn. Kệ, tắm lưỡi cá. Quá ngon luôn. Lên lia lịa luôn các bạn, không kịp đỡ luôn á. Sao nhúng cần dưới luôn rồi. Chạch lấu nữa nè. Còn lần này nuốt hai lưỡi các bạn. Quá trời quá đất cá luôn. Cái bãi này câu được ghê luôn nha. Đó, mai mốt mình chinh chiến lâu dài ở đây. Cá quá trời quá đất.
Nước cạn các bạn ơi, chỗ này nước không sâu đâu. Này mình bảo đảm là tầm 2 mét mấy thôi chứ không có sâu lắm đâu. Bằng kia nó còn chơi đá, chơi cây ra hết mà. Quá đã luôn. Ui, cá nó ăn nữa rồi à. Giờ cái giờ cái mình dính nãy giờ. Con nào dính nãy giờ chứ? Có không? Cái lăn ngủ rồi. Kiểu sắp tới mùa nó là câu dính được. Hè hè xuống luôn mình. Sắp tới mùa nữa mà. Con này là con của cá của mùa nước nổi á các bạn. Này là thấy xuất hiện từ từ rồi, ít rồi. Bữa nào mà cứ quăng cần xuống, quăng cần vừa quăng xuống thấy nó giật là nó chứ không ai hết trơn. Thả đi. Về đi. Là biến mặn cá đó các bạn. Cá đó nó vừa nhớt mà cái ngạnh nó đâm cũng đau lắm. Nhức nữa. Ôi. Không được khá đó. Đồ đau. Đồ nặng. Nè các bạn. Nhìn không rõ nè. Đây luôn nè. Hai cá chạch, hai cá lăng. Rồi xảy rồi. Còn hả? Giật vô cái, vô cái. Có không? Kéo thấp xuống dưới bụi tre. Còn không vậy? Cá gì á? Rồi dưới cái cây kìa, dưới cái cây. Cá gì vậy? Mẹ dẫn. Con thứ tư, con nào cũng bự hết bạn. À. Con này con nhỏ nhất trong bốn con nãy đó. Các bạn vừa lên. Ô nó lên con cá mũ nữa nè. Ê cái cần kia như dính cá mình cần tao á. Phải không? Thử coi có này. Quăng gần lắm. Đừng nó lên thằng tầm láo. Cá mũ. Hai em lên lúc luôn bạn ơi. Ê chào các bạn nha. Giờ chắc mình đổi chỗ câu các bạn ơi, tại vì chỗ này nó nắng quá rồi không có ngồi nổi nữa. Cá lăng to lên nè. Rồi giờ mình anh em mình đi dõi chỗ câu nha. Qua chỗ khác mát mát hơn câu một xíu. Chỗ này bây giờ nắng quá. À, mình vừa mới đi câu về các bạn ơi. Thì sẽ là hồi nãy mình không tài nào mà mình mở được cái máy quay lên hết á. Nó sẽ bị hư rồi. Nó bị hư luôn rồi các bạn ơi. Thì đổi qua chỗ câu mới câu được mấy cá lăng đá đẹp lắm. Thì vì lý do là cái máy quay như vậy đó cho nên bữa giờ mình không có làm clip để đăng được. Cho nên là mong các bạn thông cảm nha. Cho mình phép mình dừng cái clip này lại ở đây. Sang tuần sau á thì mình sẽ cố gắng là mình có những cái thiết bị mới để mình tiếp tục quay clip để phục vụ mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Rất là cảm ơn. Chào tạm biệt mọi người nha.